Tối nay không đi chơi hả em? Không đi chơi hả? Nhậu đi nhẹ gì hết hả? Vậy hả? Đi, em làm gì đi? Em đi nhậu chị. Nó có tèo dữ không? Thì nó tèo mà. Tại ba mẹ nó mới làm. Để qua đây đi. Bị nè. Còn cái video viên á. Ủa? Để em hỏi giờ. Tôi chạy này selfie đó. Nhìn như mới bị ống chích ở cái nơi dưới. Và nhìn chị ăn lên đi được mà cái áp mà thật thật ra chị có thấy chị chàng luôn. Chị em đúng không? Đại Dương mà. Lê ông ngân em. Biết chị đem dạ. Biết chị đem theo vi cản chị lại được. Không, em sống chị làm rồi đó. Nhưng mà nó sẽ tan theo 5 tháng rồi đúng không? Tan. Nếu không nhớ thì đi chung. Khi nào không ưng rồi tim tan là sao? Tim tan nặng. Mà thôi lỡ tim mình cứ để đi. Tim tan tự. Nhìn nó săn chắc hơn, tại nó teo cơ mà. Nhưng mà tôi nhớ là từ cái cầm cái điểm cười. Có 30 triệu, 40 triệu, chứ cho nóng. Tiêu 30 triệu, 40 triệu. Chứ bao nhiêu đây mà tới 2 triệu mấy rồi em nghĩ sao vậy? Chị nghĩ sao vậy? Chị hỏi nó đi. 10 mấy triệu, 2 mấy triệu. Không, chắc 10 mấy triệu, không tới. Không tới đâu. 10 triệu, 10 mấy triệu. Tới thái tâm hồn đó mấy đứa có tưởng tượng là nó ủ tê, nó ủ tê lớp da hiểu không? Đúng rồi. Rồi khi nó chích thì nó chích vô thịt của mình á. Thốn. Ừ. Tay ra không cắm mà chị chịu được. Nói chung là chịu được, chị chịu được. Chịu được cái người sợ đau nhất không? Cái gì không? Chảy nước mắt. Là. Hử? Là. Có chứ, chị bấu cái con nhỏ kế bên quá trời. Đó, không, hai đứa là chủ mà tiền bạc gì trăm người nào tại chị biết sao, tại biết sao, tại tổng là ông mở máy lạnh chị đi đâu mấy chỗ khác phải, nó không mở máy lạnh với lại di chuyển nhiều xe quá không có trong ngày nữa không. Ủa, với xe đặt xe vậy, tại vì chị không có mua dép. Ý là lúc sau lúc đặt xe là để cho ông được cuốc.
không tính bằng tính cuốc, không một cuốc là ông được nhiêu tiền nó hiện lên đúng không? Ừ, chứ không có chạy riêng á. Đúng rồi, ổng tới hiện lên liền, tại vì ổng ở gần vị trí của chị. Không thích bằng áp mà đâu. Em tính ra dúi chị cũng đẹp nữa đó thì. Không ai trả lời luôn. Dúi chị đẹp rồi. Chị là đẹp nhất rồi, chị là nhớ, chị là hàng hiệu, chị là siêu nhớ luôn. Chị chú luôn. Bé thường thường nó hết mà. Ê, nhưng mà nếu mà ở trên này hết thì đương nhiên cái này nó cũng hết đúng không? Cái mô nó sưng hơn mấy chỗ khác đúng không? Tại nó bẻ kim, không nếu mà nó úp lại thì đẹp lắm. Mẹ vậy phải tiêm dày như An mà. Vậy mẹ mua người ta nó tươi không? Mà nghe nước mẹ đã đỏ hay căng lắm. Sao có lại xong dữ vậy thì vậy An? Dạ. Xong dữ vậy thì vậy. Vậy hả? Đang trang bị mua hồi người ta xài xong dữ giá bộ cho mỏi gì đó. Tạo có diễn hàng đâu chị mua chị nhảy hơn như cười dễ hơn hết nguyên nhân quay xong nó kêu là bị rớt cái bụt thừa nè 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 Vi Vi Như sao nhưng mà cái tay sao à vậy hả cái tay chị đang cứng chị tiêm filler lo tay lúc nào cô ấy cũng vậy hết á, không biết cô ấy nhìn sao á. Đây là một vòng sao biểu tình, không có ra đường nào hết. Năm bàn tay khép lại không có một kẽ hở. Ơ chị cũng đâu có kẽ hở nào đâu mà chị gấp thì hơi bị nhèm luôn á. Ừ cái mũi chị nó hở, chắc phải đi làm mũi thôi. Đi cắt cái mũi, chị mua hai cái nắp chị đậy lại. Mua hai cái nắp tay con như kia thấy cái màu hơi bị méo nha.
ba ngày nữa đẹp, ba ngày nữa đẹp. Đến cả tuần là thôi, đi du lịch là thôi, thành rồi đó. Không có để chị dạ. Không sưng đâu. Nếu mà nó không sưng mà nó tè qua như vậy thì tôi chứ. Không vậy, nó không có nè lâu gì đâu. Thank you.